là bọ hung, có thể di chuyển được đồ vật nặng hơn trọng lượng cơ thể nó gấp 100 lần. Hơn nữa còn là một phần tử háu chiến, cân nặng cũng nằm trong top đầu của thế giới côn trùng. Lúc này nó đang vội vã lên đường, bởi vì nó phải đi tìm bạn gái, bây giờ bắt buộc phải nhanh chóng trèo lên gò đất cao. Nhưng đi mãi đột nhiên mới nhớ ra là mình có thể bay mà. Do đó nó dang rộng đôi cánh cố gắng thử vỗ vài lần. Thật là phiền muộn, ban nãy quên làm nóng máy rồi. Thời gian bỏ bê hơi lâu, động cơ hình như bị xỉ rồi. Bất lực, đành phải quốc bộ thôi, như này vẫn cứ an toàn hơn. Cuối cùng nó đã đi đến mô đất cao nhất, nó tự nhủ, cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi rồi. Nhưng vừa quay đầu lại nhìn thì ối giời ơi, phía dưới lại xuất hiện một đối thủ, chỉ thấy nó nghiến răng ken két, vừa nhìn đã thấy không phải là hạng tốt lành gì. Xem ra trận chiến hôm nay là điều không thể tránh khỏi rồi. Hai thanh niên nhìn nhau một lúc, đối thủ lập tức triển khai tấn công. Mục tiêu của hai thanh niên chính là bốc đầu đối phương lên, sau đó đẩy xuống phía dưới. Bớt nói nhiều lại quất luôn đi nào. Trận này có hơi giống đấu vật sumo, dọa cho con chim đứng bên cạnh sợ bay mất rồi. Mày muốn gì? Muốn đấm mày thì sao? Như nào? Bố mày đánh chết mày, tao thách cả lò nhà mày đấy. Bọn hung thấy đối phương lơ là, nên chớp thời cơ nâng đối thủ lên. Như nào? Lần này còn muốn đấm nhau nữa không? Không dám đánh nữa, hết cơ hội rồi. Chỉ nhìn thấy con bọ hung móc nhẹ một phát, rồi sau đó hất thẳng đối phương rơi xuống dưới. Bọ hung cái nhìn thấy vậy cảm thán, ôi mẹ ơi, anh ấy thật mạnh mẽ. Nên nó bằng lòng hẹn hò với thanh niên bọ hung. Vừa chớp mắt mùa thu đã đến rồi, cây nấm bé tí cũng biến thành cây lớn rồi. Sóc mỗi năm lại xuất hiện một lần, nó đến để tham gia đại hội trôm chìa, bởi vì nó là một chuyên gia trộm cắp trong tự nhiên. Lúc này sóc nhìn thấy có một kho hạt dẻ béo bở, chỉ trông thấy miệng của nó nhét rất nhiều hạt dẻ. Nó muốn tích trữ được càng nhiều thức ăn càng tốt, để an toàn sống sót qua mùa đông năm nay. Trước tiên nó phải đi qua một con đường chật hẹp để đến nhà kho của mình, sau đó cất hạt rẻ ở đây. Nhưng nó không thể nghĩ đến chuyện sau khi nó rời đi, một con sóc khác liền đến cửa hang. Nó không có ai để ý, lập tức đi vào phía trong, sau đó lấy một hạt rẻ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Còn con sóc bên này vẫn miệt mài chuyển hàng về. Nó mang càng nhiều hạt rẻ về thì con sóc kia lại chôm chìa càng nhiều, làm cho con sóc bên này phát ngơ ngác luôn. U là trời, ban nãy thấy vẫn còn nhiều lắm mà, nên nó đưa ra quyết định giấu hạt rẻ ở khu xung quanh trước, rồi quan sát xem chuyện gì đang xảy ra. Còn con sóc bên này trông thấy không có ai, nó tưởng chủ nhà đã rời khỏi đó nên nhanh chóng đến trông đồ. Nhưng nào ngờ bị con sóc kia bắt quả tang ngay tại trận, làm cho nó ngại gần chết. Nó thầm nghĩ vẫn cứ nên chạy thì hơn. Con sóc chủ nhà rất tức giận, lập tức chạy đuổi theo nó. Cái đồ trộm cắp nhà mày, đứng lại ngay cho tao. Con sóc cũng không phải dạng vừa, nó nhanh chóng đã cắn cho sóc ăn trộm một miếng đau điếng. Sóc kia thầm nghĩ hay là mình chạy trốn nhỉ, nhưng khi nó đang chuẩn bị chạy thì đã bị một con đại bàng nhìn thấy và xả xuống tóm ngay. Lần này thì ngon rồi, cho chừa cái tật ăn trộm ăn cắp đi. Thực ra cuộc sống của nó cũng không dễ dàng gì. Khi mùa hè đến, kẻ cắp thiên tài này nhìn thấy nhà chẳng có thứ gì để trông cả. Chuyến này đi coi như công cốc rồi, chỉ đành phải nhai vỏ cây sống tạm qua ngày, bởi vì loại hạt rẻ mà chúng thích nhất vẫn chưa chín. Sau đó nó đi mãi, bỗng nhiên phát hiện thấy một con ốc sên. Thứ này chắc là ăn ngon lắm nhỉ. Do đó nó đến gần rồi liếm một phát. Phi phi phi, sao món này khó ăn thế không biết. Nó nhanh chóng lau miệng. Vào đúng lúc này, con sóc đột nhiên nhận thấy có một con chim đại bàng đang bay ngang qua, làm cho nó sợ gần chết. Nhưng đại bàng bay được nửa đường thì bẻ lái, thì ra ở đây có một cái tổ chim nhỏ. Chúng vẫn còn chưa biết bay và cũng chưa dọa nạt được ai. Nhưng vừa chớp mắt, mấy con chim nhỏ này chỉ mất 4 tháng để mọc ra một bộ lông dài. Có vẻ như nó sắp biết bay rồi. Thị lực của loài chim cao gấp đôi so với con người. Bây giờ nó chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, đó chính là cất cánh bay lên. Mà con sóc bên này cũng chẳng thèm quan tâm, nó vẫn hồn nhiên ngáp sảng khoái. Khi mùa thu đến, chú chim nhỏ ngày nào đã trưởng thành rồi, trở thành sát thủ trên không trung. Sải cánh của nó dài đến 2 mét, tốc độ bay đạt 60 km/h. Lần này thì hay rồi, mạng sống của con sóc trộm cắp coi như toang. Còn con sóc chủ nhà bên này cuối cùng cũng gom được một đống hạt rẻ, đủ để nó sinh sống thoải mái qua hết mùa đông giá lạnh. Vừa chợp mắt một mùa xuân lại đến rồi, thật là ấm áp quá đi mất. OC, câu chuyện hôm nay kể đến đây thôi, hẹn gặp lại các bạn, bye bye.